Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Kaizen Quản trị Hiệu quả Tức Thì. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sang tập 22. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện. Vào năm 2013, tôi có tham dự một cái dự án phải nói là khá ấn tượng các bạn. Đó là một cái công ty tư nhân đã phát triển thành một cái tập đoàn rất là thành công. Và người chủ sau đó đã quyết định mua một cái công ty vừa và nhỏ về lĩnh vực bao bì các bạn. Và công ty bao bì này thì đang phát triển bình thường thôi. Và anh chị biết không, người chủ đã quyết định chọn ra 4 người giỏi nhất ở công ty mẹ, tạm thời gọi là 4 tướng tài xuất sắc nhất ở công ty mẹ, để vào, sắp xếp vào trong công ty bao bì này để điều hành công ty bao bì. Và tôi nhớ mãi các bạn biết không, cái ngày mà kick off dự án ấy, thì 4 vị tướng tài đó đã xuất hiện và được giao vào các vị trí sau đây. Vị trí thứ nhất là chủ tịch hội đồng quản trị, vị trí thứ hai là CEO, và thứ ba là giám đốc kinh doanh, và thứ bốn là giám đốc sản xuất. Và trong ngày kick off dự án, cả 4 vị này đã tuyên hệ, đã cam kết, đã hứa phải nói rất nhiệt tình với người chủ. Họ sẽ cam kết rằng trong vòng 6 tháng họ sẽ đẩy được sự tăng trưởng của công ty lên ít nhất so với hiện nay là 30% các bạn. Và rất là gì nó ấn tượng, và tất cả mọi cái rất hào hứng các bạn. Và người chủ thì chắc chắn là tin tưởng là thành công, bởi vì đây là 4 vị giỏi nhất của mình đã từng đi với mình rất là lâu dài rồi các bạn. Và thưa quý vị, sau 3 tháng sau, kết quả cực kỳ ngạc nhiên các bạn. Tôi nói là phải nói rất ngạc nhiên. Kết quả đó là bị âm, phát triển âm so với lúc ban đầu là 20%. Ồ, chuyện gì đã xảy ra? Thế là người chủ đấy cùng với chúng tôi đã tiếp tục phân tích ngay. Và thưa các bạn, không phải là 4 người này là người dở đâu ạ. Họ đều là những người rất xuất sắc. Nhưng một vấn đề rất nguy hại đã xảy ra, đó là họ chỉ có bằng mặt mà không hề bằng lòng. Vì vậy các bạn nhé, không ai nghe ai cả, không thuyết phục tin tưởng nhau để đi, và như vậy mạnh ai người đấy đi, mạnh ai người đấy đá, không ai chịu truyền banh để phối hợp để ghi bàn các bạn, do đó gây đến cái sự cản trở lẫn nhau. Và thế là người chủ đã quyết định phải kaizen ngay lập tức, phải cải tổ ngay lập tức. Sau khi xem xét xong, chương trình đã thực hiện rất nhanh chóng bằng cách bước nhất là chỉ để lại mỗi vị giám đốc kinh doanh và rút 3 vị kia về. Và lúc đó giám đốc kinh doanh kiêm là chủ tịch hội đồng quản trị và kiêm CEO. Sau đó chính cái vị này đã tuyển các vị về sản xuất, về kinh doanh, về marketing vào và thiết lập lại hệ thống các bạn nhé, để phối hợp lại và cuối cùng hoạt động lại. Và các bạn, 6 tháng sau, kết quả lúc này mới thật sự là ấn tượng, hoàn toàn hài lòng ông chủ. Bởi vì sao ạ? Tăng trưởng gấp 1,3 lần so với lúc mà khi mới mua. Thưa các bạn, qua câu chuyện này tôi rút ra bản thân tôi 3 bài học xin chia sẻ với các bạn. Bài học thứ nhất là lãnh đạo của một doanh nghiệp, chúng ta cần phải truyền tải được một cái niềm tin và thuyết phục được mọi người cùng tin tưởng theo chúng ta. Một cái niềm tin vững chắc là hướng vào khách hàng để phục vụ khách hàng, chứ không phải cái kiểu mỗi người là mỗi người một kiểu khác nhau thì rất nguy hại. Và điều thứ hai là đó là gì nào ạ? Các bạn cần phải luôn luôn xem xét kịp thời các cái kết quả để đưa ra những vấn đề kaizen, cải tiến, thay đổi tức thời. Giống như ông chủ này, sau 3 tháng nhìn kết quả có nguy hiểm là phải tức tốc hành động ngay. Và điều thứ ba là cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Các bạn nhớ này, tôi nói điều thứ ba cực kỳ quan trọng trong bất cứ một doanh nghiệp nào cả. Nó quan trọng ghê luôn. Các bạn hãy ghi nhớ nha. Điều thứ ba đó chính là gì nào ạ? Chúng ta cần một cái đội nhóm ăn ý tốt hơn rất nhiều một cái đội nhóm gồm nhiều ngôi sao. Đấy các bạn, đấy tôi xin nhắc lại các bạn nhé. Chúng ta cần một cái đội ngũ, một cái đội nhóm thực sự ăn ý tốt hơn rất nhiều với một cái đội nhóm chỉ gồm các ngôi sao mà không phối hợp với nhau. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp.